mấy cái xe chữa cháy mà đừng quét đều mà tránh hết đường đi, giờ phải đi đường tắt đường này luôn, cháy nhà. Đó mà lần lượt một kiểu này này không chữa được, có hai chiếc, có hai cái vòi nước sao mà chữa hết được, trời ghê quá, quá dữ luôn. Đó, cháy cháy nhà dân chứ đâu có cháy cái xưởng gì đâu mà không càng cháy lớn, mà càng cháy lớn luôn. Trời ơi, cháy sang nhà dân luôn rồi, cháy nhà này nặng nề luôn, cháy từ nhà này sang nhà kia luôn. Cái này